câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 8: Sợi dây xích đứt. Mãi đến xế chiều tôi mới thức giấc, tươi tỉnh hẳn lên. Hôm vẫn còn ngồi đó như lúc tôi bắt đầu ngủ. Nhưng anh đã đặt cây vĩ cầm qua một bên để chúi mũi vào một cuốn sách. Anh ngước mắt lên khi nghe thấy tôi động đậy, và tôi nhận thấy trên khuôn mặt anh vẻ ủ rũ lo lắng. Anh ngủ say lắm, tôi chỉ ngại tiếng nói chuyện làm anh thức giấc. Tôi chẳng nghe gì cả, mà anh có tin tức gì? Không, thế mới thật đáng tiếc. Tôi thú thật là tôi ngạc nhiên nhiều và thất vọng. Thế mà tôi hy vọng đến giờ này tôi sẽ được biết chút gì đó. Wixin có đến báo cáo, chẳng có gì. Chẳng có dấu viết gì về chiếc đò máy. Điều này làm tôi điên tiết lên mất, bởi mỗi giờ trôi qua là một giờ quan trọng. Tôi có thể giúp anh được gì? Giờ thì tôi cảm thấy khỏe khoắn lắm rồi và sẵn sàng dự một chuyến trinh sát ban đêm nữa. Không, ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Nếu chúng ta đi, một tín hiệu có thể đến trong lúc chúng ta vắng mặt. Anh muốn làm gì thì cứ làm, riêng tôi ở nhà để canh chừng. Thế thì tôi tạt qua Camberwell và thăm bà Cecil. Thật không? Hôm hỏi với nụ cười trong ánh mắt. À, cả cô Morstan nữa, dĩ nhiên. Cả hai đều nóng lòng muốn biết những chuyện gì đã xảy ra. Nếu ở vào địa vị anh, tôi sẽ không cho họ biết quá nhiều. Ta không thể hoàn toàn tin cậy phụ nữ, dầu là những phụ nữ tốt nhất. Tôi sẽ trở về sau 1-2 tiếng đồng hồ thôi, anh biết mà. Tốt, chúc anh may mắn nhé. À mà này, tiện thể anh qua bên kia sông, phiền anh mang trả lại con Toby nhé. Rất có thể là nó không còn giúp ích ta được gì nữa đâu. Thế là tôi bắt con chó đem trả lại cho nhà tự nhiên học, kèm theo nửa đồng tiền vàng. Đến Camberwell, tôi gặp Morstan hơi mệt mỏi, đang ngóng trông tin tức. Bà Cecil cũng tò mò như cô ta. Tôi thuật lại tất cả những sự việc chúng tôi đã làm, chỉ bỏ qua các chi tiết không nên kể. Câu chuyện của tôi, dầu đã gạn lọc, cũng đủ làm cho họ sững sờ và run sợ. Thật là một pho tiểu thuyết, bà Cecil thốt lên. Một phụ nữ bị thiệt hại quyền lợi, một kho báu trị giá nửa triệu, một tên ăn thịt người da đen, một tên phản phúc chân gỗ. Đầy đủ nhân vật, tình tiết còn ly kỳ hơn cả chuyện con ác long huyền thoại hoặc vị bá tước hung ác. Vậy còn hai chàng hiệp sĩ lãng tử bảo vệ chính nghĩa nữa chứ? Morstan nói thêm và nhìn tôi dịu dàng. Hãy thử nghĩ xem, cô sẽ làm chủ một tài sản như thế, mọi người sẽ phủ phục dưới chân cô. Cô gái ngả đầu ra phía sau một cách tự hào, tưởng như sự việc chẳng có gì lý thú đối với nàng. Tôi lo là lo cho ông Sonto, ngoài ra chẳng có gì quan trọng. Tôi thấy ông ấy rất ngay thẳng và tốt bụng, bổn phận chúng ta là minh oan cho ông ấy. Bóng chiều đã ngả dài lúc tôi rời Camberwell, và mãi đến tối mịt tôi mới về đến phố Baker. Cạnh chiếc ghế bành của bạn tôi chỉ còn lại cuốn sách và ống điếu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, hy vọng rằng anh để lại cho tôi đôi chữ, nhưng chẳng thấy gì. Chắc ông hôm đi vắng, tôi hỏi bà giúp việc khi bà lên đóng cửa. Không, ông ấy đã lên phòng riêng. Ông biết không? Bà hạ thấp giọng thì thầm tiếp. Tôi lo cho sức khỏe của ông ấy quá. Tại sao thế? Ông ấy lạ lùng thế nào ấy? Sau khi ông đi, ông ấy bắt đầu sải bước không ngừng trong gian phòng, dọc ngang, ngang dọc. Tôi phải nhức đầu đi được. Thế rồi, tôi lại nghe ông ấy nói một mình. Mỗi lần có ai đến gõ cửa, ông ấy đến bậc thềm cửa hỏi. Ai thế? Bà Hudson. Bây giờ thì ông tự ra mình trong phòng, nhưng tôi vẫn còn nghe ông dạo bước như trước, mong rằng ông ấy không ngã bệnh. Tôi đã đánh bạo gợi ý cho ông một liều thuốc an thần, nhưng ông ấy quay ngoắt lại với một ánh mắt thế nào ấy. Bà không phải lo lắng. Đã có lần tôi thấy anh ấy như vậy. Anh ấy đang có chút chuyện bực mình đấy thôi. Trong lúc tìm cách trấn an bà, tôi cũng không khỏi lo ngại khi thỉnh thoảng cứ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của hôm âm vang trong suốt đêm dài ấy. Đến bữa điểm tâm, trông anh hốc hác hẳn. Anh đang tự làm kiệt sức đấy. Tôi nghe anh sải bước trong phòng suốt cả đêm. Không tài nào ngủ được. Bài toán quỷ quái làm tôi hao mòn mất. Quả thật là tức chết khi phải dừng lại trước một trở ngại không ra gì, trong khi cả phần việc còn lại đều đã vượt qua. Tôi biết rõ các nhân vật, chiếc đò máy, tất cả mọi điều cần thiết. Ấy thế mà chẳng thu được một tin tức nào cả. Tôi đã tung các cơ quan khác vào dấu vết truy tìm. Tôi đã vận dụng mọi phương tiện trong quyền hạn của tôi. Hai bên bờ sông được lục soát kỹ, chẳng một kết quả nào. Và bà Smith chẳng có tin tức nào về ông chồng.
chắc tôi sẽ phải kết luận chúng đã đánh đắm chiếc tàu. Nhưng giả thiết này khó đứng vững. Nếu bà Smith đưa ta vào lầm đường thì sao? Không, những cuộc điều tra đã tiến hành xác nhận quả thật là có một chiếc đò máy như thế. Nó đã đi ngược dòng sông. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Một toán người sẽ đi ngược bờ sông lên đến tận Richmond. Nếu hôm nay ta không được gì, thì ngày mai tôi sẽ ra trận để tìm kiếm bọn kia. Chứ không phải tìm chiếc tàu. Nhưng chắc chắn ta sẽ nhận được tin. Chắc chắn. Ấy thế mà chúng tôi chẳng nhận được gì sao? Không một chữ của Huyzin hoặc của các cơ quan báo chí. Phần lớn báo chí đều có bài viết về tấn thảm kịch ở Norwood. Tất cả đều có vẻ không mấy thiện cảm với ông Sunto. Tuy nhiên, chẳng có chi tiết nào mới lạ, ngoại trừ việc điều tra tư pháp trước bồi thẩm sẽ tiến hành ngày hôm sau. Cũng trong tối đó, tôi đi bộ đến Camberwell, thuật lại cho hai người phụ nữ những cố gắng vô bổ của chúng tôi. Lúc trở về, tôi thấy Holmes thất vọng có phần câu có. Anh chẳng buồn trả lời những câu hỏi của tôi và suốt buổi tối miệt mài với phân chất hóa học khó lòng hiểu nổi. Có cả những nồi cổ cong phải đun nóng và chưng cất hơi tỏa ra mùi khiến tôi phải ra khỏi phòng. Tờ mở sáng, vẫn nghe thấy tiếng lách cách các ống nghiệm va chạm nhau. Thình lình tôi vụt choàng tỉnh dậy. Qua ánh bình minh, tôi ngạc nhiên thấy anh đứng cạnh giường. Anh mặc một bộ đồ thủy thủ thô sơ và thắt quanh cổ chiếc khăn quàng đỏ đã sờn. Tôi đi về phía bờ sông, tôi chỉ thấy có một lối thoát. Dầu sao cũng nên mang nó ra thử xem. Tôi đi với anh chứ? Không, anh ở lại đây được việc hơn. Tôi tiếc là phải đi, bởi vì trận đấu bước vào giai đoạn mà một tín hiệu nào đó có thể gửi đến cho ta trong ngày. Tôi nhờ anh mở tất cả các thư từ điện tín và mọi thứ khác gửi tên tôi và nhờ anh xử lý hộ trong trường hợp ta nhận được tin tức. Được. Có lẽ anh không gửi điện tín được cho tôi đâu, vì tôi không thể cho anh biết tôi ở đâu. Tuy nhiên, nếu may mắn, tôi sẽ không đi vắng lâu lắm đâu. Vào buổi điểm tâm, tôi vẫn chưa có tin tức gì của hôm cả. Nhưng đến lúc mở tờ Standard ra, tôi mới thấy rằng vụ án đã có những diễn biến mới. Nhật báo này viết, về tấn thảm kịch ở Upper Norwood, chúng tôi có lý do tin rằng nội vụ còn phức tạp và bí ẩn hơn lúc ta nghĩ ban đầu. Một cuộc điều tra sâu sắc chứng minh ông Sunto hoàn toàn không có can dự vào vụ việc. Ông đã được thả cùng với bà quản gia Burston tối qua. Tuy nhiên, dường như cảnh sát đã tìm ra dấu vết những thủ phạm thật sự. Chính ông Anthony thuộc Sở Cảnh sát Trung ương tiến hành cuộc điều tra. Người ta chờ đợi nhiều vụ bắt bớ khác trong tương lai gần đây. Hay đấy, anh bạn Sunto được trả tự do. Nhưng còn đầu mối dấu vết mới thì như thế nào? Tôi tự nghĩ. Khi tôi đặt tờ báo lên bàn là lúc tôi nhận thấy có một bài nhắn tin trong cột tìm người thất lạc. Ông Smith, chủ tàu, và con trai Jim đã rời khỏi bến của mình vào khoảng 3 giờ sáng thứ ba vừa rồi, trong một chiếc thuyền máy mang tên Aurora chạy bằng hơi nước, sơn màu đen với hai băng đỏ, ống khói đen và một băng trắng. Sẽ thưởng 5 đồng cho người nào có thể cung cấp tin tức liên quan đến ông Smith hoặc chiếc đò máy. Xin liên lạc với bà Smith tại bến đò Smith hoặc tại số 221B phố Baker. Rõ ràng đây là việc làm của Holmes, địa chỉ ở phố Baker đủ để biện giải điều này. Tôi thấy mục giao vặt được thảo ra rất khôn khéo, vì những kẻ chạy trốn có thể đọc đến mà không thấy gì khác hơn là nỗi lo lắng của người vợ về sự vắng mặt quá lâu của chồng. Ngày chờ đợi dài thật, cứ mỗi lúc có ai gõ cửa, hoặc có tiếng chân ai vang lên ngoài phố, tôi cứ nghĩ Holmes trở về, hoặc có người đem lại tin tức. Tôi thắc mắc tự hỏi, lập luận của Holmes có chứa đựng một sai lầm nào không? Tôi chưa bao giờ thấy anh lầm lẫn, tuy nhiên bộ óc tinh tế nhất đôi khi cũng có thể lầm như thường. Đến 3 giờ chiều, chuông cửa reo vang. Tôi nghe một giọng nói hách dịch ở phòng ngoài. Thật ngạc nhiên làm sao khi tôi thấy đích thân ông Anthony bước vào. Ông đã biểu lộ với tôi một sự ôn hòa thật là bất ngờ. Thiếu điều ông ta hạ mình xin lỗi tôi. Chào ông. Ông ta bắt đầu. Ông Sherlock Holmes có nhà không? Tôi không biết anh ấy bao giờ về. Chắc ông muốn chờ anh ấy. Nếu thế, mời ông ngồi nghỉ vào chiếc ghế bành này và dùng một điếu xì gà. Cảm ơn, ông nói và lau chán với chiếc mùi xoa. Ông dùng một ly whisky soda nhé. Vâng, cho tôi xin nửa ly thôi. Mùa này mới thế mà đã rất nóng rồi đấy. Lại còn những lo nghĩ nó dồn dập đến với tôi.
Chắc ông cũng biết cách giải thích của tôi về vụ no hút. Tôi nhớ là ông đã phát biểu rồi. Vâng, thế mà bác sĩ ạ, tôi phải duyệt lại. Tôi đang bủa kín ông Sonto trong lưới, thì đùng một cái, ông ấy thoát ra được bằng cái lỗ hổng ở giữa. Ông ấy dựng được một bằng chứng ngoại phạm không chê trách vào đâu được. Từ lúc rời khỏi phòng của anh mình, ông ấy không lúc nào ở một mình. Vậy không thể nào ông ấy là người trèo lên mái nhà và chui qua cửa sổ lên mái. Thật là một vụ án tối mù. Tầm tiếng nghề nghiệp của tôi ảnh hưởng vào đấy rất nhiều. Tôi rất mong có người giúp đỡ đôi chút. Ai trong chúng ta đôi khi cũng phải cần đến điều đó. Tôi lạnh lùng đáp lại. Ông Sherlock Holmes là một con người tuyệt vời ông ạ. Ông ta nói tiếp bằng giọng thân tình. Đó là một người không biết đến thất bại. Ngay hồi còn trẻ, tôi từng thấy ông ta đảm trách một số vụ lớn, mà vụ nào cũng thành công. Ông ta dùng những phương pháp thật là đặc biệt. Ông ấy có thể là một thanh tra cảnh sát đầy hứa hẹn. Sáng nay, ông ấy có gửi cho tôi một bức điện. Theo tôi hiểu, ông ấy nắm được một số bằng chứng về vụ Sonto. Bức điện ấy đây. Ông đưa bức điện cho tôi. Nó được đánh đi từ Popla lúc 12 giờ trưa. Đến ngay phố Baker, đợi tôi nếu tôi không về kịp. Tôi đang theo sát băng Sonto. Ông có thể đến với chúng tôi tối nay nếu muốn tham dự màn chót. Tốt quá, anh ấy rõ ràng là đã đánh hơi lại được rồi. À, thế ông ấy cũng lầm lẫn sao? Anthony nói lớn, giọng thỏa mãn thấy rõ. Ngay những bậc tài ba nhất đôi khi cũng lầm lạc. Tôi nghe có ai ở cửa, có lẽ ông ta chăng? Tiếng chân bước nặng nề, loạng choạng trên cầu thang cùng với tiếng thở phì phò. Người khách bước lên một cách khó nhọc. Một đôi lần, bước chân nghe ngập ngừng. Sau cùng, một người đàn ông xuất hiện ở thềm cửa rồi bước vào. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ thủy thủ và một chiếc áo vét cũ cài nút lên tận cổ. Ông đi, đầu gối run rẩy, thở khó nhọc vì bệnh hen suyễn. Ông ta tựa vào chiếc gậy bằng gỗ sồi, đôi vai dướn lên để cố hít không khí. Chiếc khăn quàng che lấy cổ và trên khuôn mặt, tôi chỉ nhận thấy rõ cặp mắt sẫm linh hoạt với đôi chân mày trắng và hàng ria mép dài màu xám. Toàn bộ cho ta cảm thấy đó là một sĩ quan hàng hải luống tuổi sống trong cảnh nghèo nàn. Nào, ông bạn muốn gì? Tôi hỏi. Ông ta nhìn quanh chậm chậm với sự thận trọng của người già, rồi quyết định cất tiếng. Ông Sherlock Holmes có nhà không? Không, nhưng tôi thay mặt cho anh ấy. Nếu ông có gì nhắn gửi cho anh ấy, ông có thể trao lại cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với chính ông ấy thôi. Nhưng anh ấy giao tôi trách nhiệm thay anh ấy. Có phải là về chiếc đò máy của Smith chăng? Đúng, tôi biết nó ở đâu. Tôi cũng biết những người ông ta tìm kiếm ở đâu. Và tôi cũng biết luôn kho báu ở đâu. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Thế thì xin ông cho tôi rõ đi. Tôi sẽ nói lại với anh ấy. Tôi chỉ muốn nói với chính ông ấy thôi. Ông già nhắc lại giọng bướng bỉnh. Thế thì ông phải đợi anh ấy vậy. Không, không. Không ai có thể làm tôi phải phí mất cả một ngày. Nếu ông ấy không có đây, thế thì ông ấy sẽ phải lo liệu lấy một mình. Cả hai người đều trông khó tin cậy. Tôi không thấy có gì để nói hết. Ông già liền đi về phía cửa, kéo lết đôi chân. Nhưng Anthony đã cản được. Chờ chút, ông bạn già. Ông nắm giữ tin tức quan trọng. Ông không có quyền bỏ đi. Dẫu ông có muốn hay không, chúng tôi cũng giữ ông lại đây cho đến lúc bạn chúng tôi trở về. Lão già chập choạng nhảy bổ tới, nhưng Anthony dùng đôi vai lực lưỡng tì vào cửa. Ông già thấy mọi kháng cự đều vô ích. Đối xử với thiên hạ kiểu gì mà lạ lùng vậy? Lão vừa kêu lên, vừa lấy gậy nện xuống nền nhà. Tôi đến đây để gặp một người. Cả hai ông tôi chưa từng gặp bao giờ mà lại đối xử với tôi như thế hả? Thì cũng chẳng có thiệt thòi gì cho ông đâu. Chúng tôi sẽ đền bù ông về chỗ thời giờ ông mất. Ông ngồi dậy đi, trên ghế tràng kỳ này này. Ông không phải đợi lâu đâu. Ông già miễn cưỡng nghe theo, ngồi xuống. Anthony và tôi đốt lại điếu xì gà. Và câu chuyện giữa chúng tôi lại tiếp tục, không mảy may bận tâm đến ông già nữa. Tôi nghĩ các ông cũng nên mời tôi một điếu xì gà chứ. Ông già đột ngột nói. Chúng tôi giật nảy mình. Đích thị là Holmes đang ngồi cạnh chúng tôi. Mặt lộ vẻ thích thú nhẹ nhàng. Tôi kêu lên. Holmes, anh đấy à? Thế còn ông kia đâu? Thì lão ấy đây này. Anh vừa nói, vừa chỉ vào đống tóc bạc. Toàn bộ lão ấy ở đây này. Mớ tóc giả, ria mép, lông mày, tất cả đều còn đây. Tôi cứ nghĩ sự cải trang của tôi cũng tạm được.
nhưng không ngờ nó lại đạt được một cách chói lọi như vậy. À, đồ quỷ sứ! Anthony thốt lên với giọng hớn hở. Ông có thể trở thành diễn viên kịch đấy, mà là diễn viên kịch ngoại hạng nữa. Tiếng ho đúng là tiếng ho ngay trong những căn nhà ổ chuột, và còn đôi chân lảo đảo nữa. Ít ra, tôi cũng nhận ra được ánh mắt quen thuộc. Ông thấy không, ông Holmes, chúng tôi đâu có để ông thoát khỏi tay chúng tôi dễ như thế được. Tôi đã làm việc suốt cả ngày dưới bộ cải trang này, Holmes vừa nói vừa châm điếu xì gà. Chả là nhiều người xung quanh bắt đầu nhận ra tôi, nhất là khi anh bạn chúng ta buồn tình cho đăng một vài mẩu chuyện, trong đó tên tôi được nêu lên báo. Ông đã nhận được điện của tôi chứ? Vâng, chính nó đưa tôi đến đây. Công việc của ông tiến hành tốt chứ? Tất cả đều sụp đổ, tôi phải thả hai người tù ra. Ông chớ lo, chúng tôi sẽ giao cho ông hai tên khác, nhưng với điều kiện là ông nhận những chỉ thị của tôi. Tôi xin nhường lại cho ông tất cả công lao về mặt chính quyền. Đồng ý chứ? Miễn ông giúp tôi tìm ra những kẻ phạm tội. Được, trước hết tôi muốn một chiếc tàu cảnh sát, tàu máy hơi nước, sẵn sàng đợi dưới chân bậc tam cấp bến Westminster vào lúc 7 giờ tối nay. Dễ thôi, nhưng chờ tôi qua phố gọi điện thoại để cho chắc. Tiếp đó, tôi cần hai người lực lưỡng phòng khi có gặp kháng cự. Trên tàu sẽ có 2-3 người như thế. Còn gì nữa không? Khi bắt được bọn gian, ông để lại kho báu cho chúng tôi. Tôi nghĩ bạn tôi hiện có mặt tại đây sẽ vô cùng vui sướng khi trao kho báu lại cho cô gái, người được hưởng phân nửa. Ta hãy để cô tự tay mở kho báu. Phải thế không, Watson? Hoan nghênh! Thật là một thủ tục không hợp lý chút nào, Anthony vừa nói vừa lắc đầu. Tuy nhiên, bởi mọi cái trong vụ này đều không hợp lệ. Tôi nghĩ ta chỉ cần nhắm mắt làm ngơ là được. Nhưng sau đó, kho báu được trao lại cho chính quyền cho đến lúc kết thúc cuộc điều tra chính thức. Tất nhiên, còn một điểm. Tôi muốn chính Jonathan cho tôi một số chi tiết. Ông biết, tôi muốn tiến hành cuộc điều tra đến tận cùng và làm sáng tỏ những góc cạnh nhỏ nhặt nhất của một vụ án. Ông có cho tôi gặp người ấy bán chính thức không? Cuộc hội kiến có thể là tại đây hoặc ở nơi khác. Vâng, ông làm chủ tình hình. Tôi không thể từ chối cuộc diện kiến một khi ông bắt được hắn. Thế là chúng ta đều nhất trí nhé. Nhất trí, còn gì nữa không? Còn, trong nửa tiếng đồng hồ nữa, bữa ăn sẽ sẵn sàng. Tôi có giò, một cặp gà lôi và một ít rượu chát trắng hảo hạng. VTC Now.